cái mồi để dành ăn. Rồi, cảm ơn bà chưa? Dạ, cảm ơn. Trưa ngày 30 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thăm hỏi, tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và động viên lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và 1 triệu đồng tiền mặt. Tại hẻm 145 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cụ Lê Thị Tràng, 86 tuổi, mẹ liệt sĩ, và động viên gia đình cụ cố gắng vượt qua khó khăn. Cụ sống cùng với 3 người con đều đi làm thuê. Con gái cụ cho biết, nhà có 2 người chạy ráp, 1 người làm bảo vệ. Từ khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách, các con của cụ phải nghỉ việc ở nhà, cuộc sống gặp khó khăn. Nhận được phần quà hỗ trợ, cụ Trang rất vui mừng, gửi lời cảm ơn và mong mỏi Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cho gia đình cụ Dương Thị Nguyệt, 84 tuổi. Cụ Nguyệt sống cùng với người con gái trong căn nhà cấp 4. Lắng nghe nguyện vọng của gia đình cụ Nguyệt, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo ngay lãnh đạo địa phương phải chú ý hỗ trợ gia đình, không chỉ trong việc cung cấp nhu yếu phẩm, kể cả việc đi mua giùm thuốc men cho cụ Nguyệt. Sau khi tặng quà cho bà con, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh vào quận 3 đã đi thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ ở 6 chốt bảo vệ vùng xanh trên địa bàn quận 3. Mô hình này bắt đầu từ chốt bảo vệ vùng xanh tại cư xá Đô Thành do người dân lập nên, tự quản lý và từ đó nhân rộng ra địa bàn quận 3. Mục đích là giữ bình yên, an toàn cho khu phố, cho gia đình của mỗi người dân. Tại hẻm 1074 Trường Sa, phường 12, quận 3, đa phần là bà con giáo dân. Từ vùng có nhiều ca mắc Covid-19 bị phong tỏa, giờ đây con hẻm đã chuyển hóa thành khu vực an toàn, thiết lập chốt bảo vệ vùng xanh không có dịch. Sau khi đi kiểm tra từng chốt, đi đến từng ngõ, gõ từng nhà, thăm hỏi động viên, trao tặng quà, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá bà con ý thức cao và chấp hành nghiêm chỉ thị 16, chỉ thị 12. Ngoài ra, về công tác chăm lo hỗ trợ người dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm và có chính sách chăm lo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Đồng thời cũng nhấn mạnh việc chăm lo có trọng tâm và đề nghị các địa phương rà soát để không bỏ một ai lại phía sau, cũng như không hỗ trợ trùng lắp, hỗ trợ không đúng đối tượng.